Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo lịch xét xử của đơn vị này, ngày 10 tháng 4 sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Đáng chú ý, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông chủ hóa đơn Trương Xuân Đức. Cụ thể, theo cáo buộc lần đầu, vợ ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng ông Ca. Lần thứ hai, đích thân ông Đức đưa 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca. Lần thứ ba, vợ chồng ông Đức mang hai bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ông Ca. Lần cuối cùng, bà Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Đức lại cùng vợ đến nhà ông ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong, ông Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Đức bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng và vợ chồng chùm hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 10 bị cáo khác cũng sẽ hầu tòa với các tội danh khác nhau. Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Đình Đường, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài bị truy tố về tội nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, người trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc các công ty mua hóa đơn trái phép từ ông Đức bị truy tố tội trốn thuế. Được biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách là nhân chứng của vụ án. Liên quan đến vụ án này, ngày 3 tháng 3 năm 2023, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca. Quá trình xét hỏi, ông ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Khi bị bắt vào tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca cũng nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục Hiện cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vì vậy, công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành. Đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh Vũ Minh Đức. Liên quan đến vụ việc anh T V Q, 25 tuổi, quê quán Quảng Bình, tạm trú quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng, đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua, Long và Quy cùng ba người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Trong lúc ăn uống, Long và Quy xảy ra mâu thuẫn, hai bên cãi nhau, xô xát. Long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của Quy. Cú đâm khiến Quy mất nhiều máu gục tại chỗ và tử vong. Công an quận Hải Châu cho biết, Long chưa có tiền án tiền sự, Long và Quy là bạn học, vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự xảy ra ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, trú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang trong ca trực, nhận được tin báo tại khu vực tổ 5 thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp. Đồng chí Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người tấn công đồng chí Tú, gây thương tích nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do có vết thương quá nặng, trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án, giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng. Sau nhiều giờ, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương. Sau đó, trung úy Tú đã được thăng cấp hàm lên thượng úy và truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 thấy hai cháu gái bán kẹo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh không người trông coi, nghi phạm Phạm Huỳnh Nhục Phi 21 tuổi quê Tiền Giang đã dùng tiền bánh kẹo dẫn dụ nạn nhân theo mình rồi đưa về căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Bước đầu, công an xác định nữ nghi phạm gây án một mình. Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để làm rõ hành vi bắt cóc hai cháu gái. Nạn nhân là cháu NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi 27 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận 7. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của công an thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội. Để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích dụ dỗ đưa hai cháu đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích, trước tiên, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của hai cháu đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ đưa hai cháu thoát khỏi sự quản lý trong năm của mẹ để đưa về nơi ở chung cư Sài Gòn bên. Xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội, chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2, điều 153 bộ luật hình sự. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Anh Thơm chia sẻ thêm, trong điều 153 bộ luật hình sự có nêu, người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày mùng 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7 hàng đêm dẫn theo bốn con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100 mét nên để bốn con chăn nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy hai con, còn M và L đã biến mất. Chị Chi nháo nhào đi tìm. Một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị Chi tìm không thấy. Được biết, Người chồng rời mấy mẹ con chị Chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cảnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu. Có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1. Xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng Công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1, Phòng Cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm, lực lượng Công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. Lực lượng công an tập trung giả dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, Vi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi, khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để dụ dỗ. Người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu, nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn, đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian quyết tâm truy tìm ra tung tích, sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu trung cư cao cấp Sài Gòn Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby khu Sài Gòn Pearl, 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ, kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Sài Gòn Pơn. Tại đây, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc, cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ vì vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe, kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan liên quan đến vụ việc này thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống chưa tự bảo vệ bản thân do đó gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc đặc biệt khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí khu vực công cộng phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ hai cháu gái bị thất lạc tại đường Đông Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Theo công an, nghi phạm là Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, đã bắt cóc hai cháu gái NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi. Làm việc với công an, Vi khai nhận đã dùng đồ ăn tiền để dẫn dụ hai cháu đi theo mình. Để tránh bị phát hiện, Vi đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng. Vi dẫn dụ hai cháu từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi theo mình đến quận 8. Sau đó Vi đón xe công nghệ, chở các cháu về căn hộ của mình ở trung cư Sài Gòn Pearl, phường 22 quận Bình Thạnh. Tại trung cư này, Vi tiếp tục sử dụng đồ ăn để dụ các cháu ở nhà mình. Quá trình này, Vi không đánh đập hay có bất cứ hành vi sử dụng vũ lực nào nạn nhân. Vi còn khai thực hiện hành vi một mình, không có người giúp sức. Ngay trong chiều 8 tháng 4, Công an quận 1 đã bàn giao hai cháu gái trong sự vui mừng khôn xiết của người mẹ. Một nguồn tin khác cho hay, tại cơ quan công an, nghi phạm Nhật Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng vì chưa có con nên muốn bắt cóc hai đứa trẻ nói trên về nuôi. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ về lời khai của nghi phạm Nhật Vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của cô gái 21 tuổi trong vụ bắt cóc này. Mới đây, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nước bạn Lào và các đơn vị liên quan các cơ quan chức năng bắt giữ thành công Lương Văn Búng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẫn trốn ở nước ngoài. Theo tài liệu điều tra năm 2002, vì mâu thuẫn đất đai Lương Văn Búng sinh năm 1981, trú xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An, dùng súng bắn chết người đàn ông trú cùng bản. Sau khi gây án, Búng đưa vợ con rời khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã Búng về tội giết người. Búng sau đó đưa gia đình sang Lào thay tên đổi họ nhằm che giấu quá khứ. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Búng thường xuyên thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, hành tung của Búng không qua được mắt của trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An. Mới đây, Tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan bắt thành công Búng khi đối tượng đang lẫn trốn tại tỉnh Viên Chăn, Lào, kết thúc cuộc trốn chạy tội ác 22 năm của người đàn ông này. Trong cùng thời điểm, Tổ công tác phòng cảnh sát hình sự bắt Lê Văn Điền, sinh năm 1968, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Điền bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2016. Quá trình sinh sống tại Lào, hai đối tượng gặp quen biết nhau để che giấu tung tích lai địch. Cả hai đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh, có mật độ dân cư thư thớt nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng. Sau khi vượt chặn đường gần 800 km chiều ngày 5 tháng 4 năm 2024, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã di lý hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại Lào về đến thành phố Vinh sau 22 năm lẫn trốn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng xác nhận Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Viên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàn, người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Trước đó như đã đưa tin, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại nhà của Tạ Vũ Trờ sinh năm 1978, con của một đại gia trong ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gram ketamin và một số tăng vật có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại nhà số 0608 Paris, khu đô thị cao cấp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng. Nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện. Trong số 5 chân dài có mặt tham gia bữa tiệc, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, còn có VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Được biết, hiện công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, vượt qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận về việc xử lý vi phạm với một số tập thể cá nhân ở Quảng Nam. Trong đó, ông Lê Trí Thanh với trách nhiệm là người đứng đầu băng cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho một số đồng chí cán bộ cấp dưới sai phạm bị xử lý kỷ luật có đồng chí là ủy viên ban thường vụ bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, bản thân ông Thanh cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Theo quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ trách nhiệm người đứng đầu mà để cấp dưới có những sai phạm như vậy, ông Thanh tự nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu từ nguyện viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Lan nói, căn cứ theo đơn của ông thì tỉnh đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có văn bản thống nhất theo nguyện vọng của ông Thanh. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp thống nhất hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành các bước theo quy trình miễn nhiệm đối với ông Thanh. Trường hợp ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng như vậy. Ông cũng tự nguyện có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ. Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng đã họp thống nhất. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Thanh Hà, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và ông Nguyễn Phú, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Trước đó, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 33 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự, xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Học Quang. Tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Học Quang. Trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an vừa hoàn thiện, cơ quan này đề xuất một số quy định về ngăn chặn hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chống người thi hành công vụ. Cụ thể, điều 72 dự thảo luật nêu rõ, khi người tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát có hành vi chống người thi hành công vụ, lực lượng thi hành nhiệm vụ được quyền thực hiện một số biện pháp. Đầu tiên, lực lượng chức năng giải thích cho người vi phạm biết rõ về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát có hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, giải thích quyền và trách nhiệm của người vi phạm, thuyết phục, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát khi người vi phạm không chấp hành mệnh lệnh, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật, cán bộ chức năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Cũng theo dự thảo, trường hợp người vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ thì người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí cần tùy theo tình huống, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi của người vi phạm. Còn trong trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy, người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra A09 đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến công ty Xuyên Việt oi như vậy, vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan hiện có 14 bị can, nhiều người trong số này là các cựu quan chức cấp bộ ngành địa phương. Hôm 21 tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, thứ trưởng Bộ Công thương về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự theo bộ công an việc khởi tố ông đỗ thắng hải có liên quan đến quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa vào nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, lập thẩm định phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do AIC thực hiện. Trước ông Đỗ Thắng Hải, ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cục A09 Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với bị can Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mới đây, A09 khởi tố thêm Vũ Trung Thành, Giám đốc Việt Tin Banh chi nhánh Thanh Xuân về hành vi đưa hối lộ. Ngoài những cá nhân trên trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, A09 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh gồm Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính, Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước, phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Bên cạnh đó còn có các bị can Phan Kiến Anh, giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu nghi sơn, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do. Về phía công ty Xuyên Việt Oi, cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp này, điển hình như Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh, hay như bị can Nguyễn Văn Thắng là Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty Xuyên Việt Oi. Theo kết quả điều tra, cơ quan điều tra A09 xác định các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định họ dùng thủ đoạn gian dối lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt cho mục đích cá nhân gây thất thoát cho nhà nước. Mới đây, Công an quận Bình Tân đã bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên đường Khiếu Năng Tỉnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. Đây là vụ án mạng khiến ba người thương vong mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt như để chó chạy lung tung, phóng uế và nhậu nhẹt hát karaoke gây ồn ào. Theo hình ảnh camera an ninh từ hiện trường vào khoảng 23 giờ 18 phút ngày 3 tháng 4, VCA khoảng 34 tuổi đi đâu đó về và to tiếng đập cửa hai vợ chồng hàng xóm là ông NXH khoảng 38 tuổi và vợ là bà NTMT khoảng 40 tuổi quê Bến Tre. Hai vợ chồng mở cửa ra nói chuyện coi, tao nè, kế bên nhà nè. Người này nói và đập cửa trong trạng thái như đã say xỉn. Khi hai vợ chồng ông Hát và bà T mở cửa ra thì ông A nói rằng mày kiếm tao hả? Hai vợ chồng nói, anh xỉn rồi, nghỉ đi, bữa giờ không có gì hết trơn nha. Nhà tôi không động chạm gì bên anh hết nha. Hở ra kiếm chuyện với nhà người ta là sao? Tôi đang báo công an xuống đó. Lúc đó, VCA đi về, một phụ nữ được cho là chủ nhà cho hai vợ chồng ông Hát và bà T thuê cũng đi ra. Lúc này, VCA từ cơ sở nha khoa kế đó đi ra, trên tay cầm hung khí tấn công ba người đang có mặt. Bà T nói, anh làm gì vậy? và lao vào can thì bị A đâm trúng người. Người chủ nhà cũng bị đâm nhưng may mắn chỉ bị sượt, té xuống. Riêng ông Hát bị tấn công và bỏ chạy thì A truy đuổi. Nhiều người sau đó hô hoáng kêu cứu. Lúc này, bà T đã cục tại chỗ trọng thương và không qua khỏi. Công an phường An Lạc A, công an quận Bình Tân sau đó có mặt, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ chủ nhà và ông Hát may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. VCA cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Năm thanh niên đã thừa nhận hành vi. Người đàn ông là chủ nhà cho nạn nhân thuê cho hay, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước, hai bên đã có mâu thuẫn nói qua lại, lúc xảy ra vụ việc vợ tôi có ra can ngăn cũng bị anh ta tấn công trượt, chỉ bị té xây xước, người đàn ông nói. Cũng theo người này, hai vợ chồng nạn nhân mới thuê nhà được vài tháng làm giặt là, người tấn công ở tiệm nha khoa kế bên. Một hàng xóm cho biết hai bên đã có mâu thuẫn từ trước về những vấn đề như hát karaoke kéo kéo nhậu cái ồn ào để chó chạy lung tung, phóng uế và đỉnh điểm mâu thuẫn là vụ án mạng.